vòng dân ca ba miền Bắc Trung Nam. Các em sẽ thể hiện nét đặc trưng của từng vùng miền trong từng bài hát, mang đến những tiết mục đặc sắc, đậm chất riêng của mỗi miền. Vậy đặc trưng của dòng nhạc Bắc Bộ là? Miền Bắc thì nói chung là hát then, quan họ Bắc Ninh, rồi chầu văn, chèo. Còn đặc trưng của dòng nhạc Trung Bộ? Các cái làn điệu của ca Huế. Rồi chẳng hạn như tôi thấy ví dụ như là trong cái dân ca ấy, thì khi mà chất liệu âm nhạc đánh thì người ta hay sử dụng đàn tranh rất là nhiều. Có những cái đặc trưng từ cái cách nhã chữ, những cái luyến láy và trong cả các nhạc cụ nữa. Đặc trưng của dòng nhạc Nam Bộ. Miền Nam thì là nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nó giản dị, nó mộc mạc như người dân miền Nam vậy đó. Cho nên là mình nhận một cái ca khúc nào mình hát thì mình phải nắm bắt đó là mình hát theo âm hưởng của dân ca miền Nam, miền Trung hay miền Bắc. Thì lúc đó cái phát âm của mình nó sẽ chuẩn xác hơn. Nhạc của gọi là nước mình á, các vùng miền á, nó có nhiều cái chi tiết nhỏ mình học hoài cũng không thể nào mà hết được. Thương con cá rôi đồng, rôi giật đời lông đau. Thương con cá rôi đồng, đã nổi rồi giữa dòng. Thương con cá rôi đồng, mất mẹ rồi trôi nổi trời sông. Bài hát của cháu rất là thuyết phục mọi người. Ngay những câu đầu tiên mà con bắt vào á, nó hay và nó chính xác ghê lắm. Tức là cái giọng nó quá nao, nó làm cho cô rất là nao lòng mà cô nhói lên đây. Cháu làm được một điều mà thậm chí các ca sĩ chuyên nghiệp cũng có người không làm được. Cô không có góp ý gì cả. Chúc mừng con. Và vòng dân ca ba miền bắt đầu. Đang đến với chương trình Thần Tượng Tương Lai. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang cùng đến với chương trình Thần Tượng Tương Lai, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty giải trí sắc màu Color Entertainment thực hiện và được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn nhỏ của chúng ta đã trải qua 3 vòng thi rồi, đến vòng thi thứ 4 này với chủ đề dân ca ba miền. Quý vị khán giả ơi, chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình từ đầu cho đến cuối nhé. Để cổ vũ cho tất cả các thí sinh nhí, thì quý vị khán giả hãy nhớ là chúng ta sẽ theo dõi, không bỏ qua bất kỳ một giây phút nào. Còn bây giờ, hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón những vị giám khảo vô cùng dễ thương của chương trình Thần Tượng Tương Lai. Chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Và giờ đây hãy cùng chào đón giám khảo ca sĩ Quang Linh. Và hãy cùng chào đón nữ giám khảo Cẩm Lê. Coi như là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được đi một tour xuyên Việt đi. Mình sẽ đi ra miền Bắc, mình vô miền Trung, mình vào miền Nam. Đi chơi cho đã luôn mà không tốn tiền. Quá sung sướng luôn. Mình đến từng vùng miền, mình sẽ được tìm hiểu văn hóa địa phương. Mình sẽ được làm quen với những con người rất là dễ thương ở từng vùng khác nhau. Và ngày hôm nay tất cả các bạn nhỏ tham gia chương trình sẽ chính là những hướng dẫn viên để đưa chúng ta đến với tour xuyên Việt này. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng làm quen với hướng dẫn viên đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại anh chàng Minh Chiến, một anh chàng nhỏ xíu nhưng mà giọng hát thì rất nội lực. Bạn ấy sẽ mang đến một ca khúc với phong cách của miền Nam. Ca khúc được mang tên Lối Về Xóm Nhỏ.
tiết mục có dễ thương hết sức vậy đó. Trời ơi, ở đâu ra mà lọt ra cái ông anh chàng này vậy trời? Sao cô cảm giác giống như không phải là Minh Chiến bình thường mà cô Ốc biết? Giống như là cái anh chàng nào đó mà bị thu bé lại còn chút ép vậy nè. Giống ông Hoàng Nhạc Việt. Cái kiểu nhúng á chú Quang Linh. Nhịp nhúng mặt chi. Tôi nhúng lại cái coi. Vô. Chị cười, chị cười, chị cười. Không phải nhúng thường, có ốc nhúng còn tưng tưng nữa kìa. Không phải nhúng thường đâu. Nói chung là cô thích cái bài hát này quá. Quá thích luôn. Nhưng mà cô không biết ban giám khảo có khó tính không, có khắt khe không, mà có tìm ra cái lỗi nào đó trong bài hát vừa rồi của con không á Chiến? Để cô hỏi thăm nha. Dạ. Hy vọng là không có. Dạ. Xin hỏi ban giám khảo là ngày hôm nay bạn Minh Chiến nhà mình đã biểu diễn như thế nào ạ? Chú Quang Linh, chú có thích tiết mục này không? Có, chú thích. Biểu diễn, giọng hát, phong cách, mọi thứ nó rất là hay. Mặc dù cái bài này thực ra là màu dân ca của nó cũng không phải là nhiều đâu, nhưng mà đối với một tiết mục khi mà mình biết nó vừa đủ vừa phải thì là sẽ thành tiết mục hay thôi. Chỉ có lưu ý một tí là tại vì cái bài này là bài có tiết tấu ấy, thế là cháu vừa hát vừa nhảy mà có lúc sung quá thế là điện nó hơi mạnh một tí xíu, hơi tươi, nó hơi tươi một tí. Chắc cái này lỗi bên kỹ thuật, người ta chỉnh điện cao quá này em nhé. Để chú sẽ nói lại với họ. Mấy trăm vôn. Nó bị tươi một tí thế thôi. Cái còn lại là rất là hay. Cháu nhớ nha, nếu mà cháu đứng hát một mình thì không sao, nhưng mà khi đã có các cái bạn cùng diễn với cháu thì lâu lâu cháu phải liếc qua liếc về chơi chung với các chị em xung quanh có, tí cho nó có. Đi chơi chú. Không, đi chơi có đoạn giữa. Có đoạn giữa, còn lúc hát là không. Tập trung hát á, hiểu không? Nhưng mà lâu tập trung, nhưng mà lâu phải nhìn qua nhìn về tí nhá, không thôi là để các chị xung quanh chị lạc lõng, tội nghiệp các chị nhá. Khen cháu là nhảy rất là đẹp, rất là giống ông Hoàng Nhạc Việt. Cảm ơn cháu. Không dám đâu. Em thấy giống anh thì có. Không ạ. Có, anh có nhảy giống y vậy nè. Không có, anh không có nhảy mà xòe cho mà quay lại bắn. Không, không có nhảy giống y lại, nhưng mà mấy cái mà dài là y chang anh đó. Có không? Có, anh làm thử coi, y chang em đi. Hôm trước chú có dặn cháu uống sữa đúng không? Đó. Có uống không? À chú uống dặn cháu nè. Ủa sao tự nhiên để sót vậy? Có dặn rồi. Nói không kìa. Chắc dặn cái đợt đầu tiên thôi. Đợt đầu tiên. Chú nói là khỏi. Cô Ốc có nói nhưng mà chú không có nói. Giờ chú ganh tị người ta, không cho người ta uống. Sợ người ta bị. Vấn đề là cô nói rồi, con có làm chưa? Con có uống chưa? Dạ có. Hèn gì thấy có cao to hơn á. Cao to hơn tập 1. Rồi, bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ cô Thu Hiền ha. Dạ. Con xin mời cô ạ. Cô thì cô nghĩ một cái mà con vừa thể hiện một cái ca khúc là thực sự là nó cũng mang không rõ mang màu sắc của dân ca vùng miền nào cả. Nhưng mà cô xem thì cô nghĩ một cái tiết mục này là một tiết mục hấp dẫn. Nó cũng để lại ấn tượng là con đã thể hiện nói chung là một bài hát nó vui vẻ và con vẫn giữ được cái phong độ. Nhưng mà để cho mà hấp dẫn với khán giả, với ban giám khảo thì cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà con làm được điều đấy. Cô chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cô hỏi Chiến hôm nay con có bị mệt, bị bệnh gì không? Dạ không. Không hả? Con chỉ hơi bị khàn tiếng chút. Ồ. Tại sao vậy con? Tại tập dạ, hát tại... nhiều hay con bệnh hay sao? Dạ tại tập hát. À, tập hát cũng tập vừa vừa thôi nha. Tại vì mình tập hát không ai thấy lúc đó mình hát hay đâu. Hát hay thì dở lúc này thôi con. Cho nên là cũng phải tập mà cũng phải biết nương tí xíu nha. Nếu cảm thấy mình muốn bị cảm, mình muốn bị khang là phải nương, đừng có hát nhiều quá. Tới lúc mình lên mình thi ở đây chỉ có khán giả và khán giả truyền hình, người ta thấy lúc này thôi, người ta không thấy lúc con tập. Vậy thì nhiều khi mình bị mất cơ hội uổng lắm. Cô thì không có gì nhận xét nhiều hết, cũng giống như bác Linh và cô Hiền thôi. Nhưng mà tại vì cô thấy giọng cô hôm nay có cái gì đó cho nên cô hỏi thăm thử thôi. Chứ con là một cậu bé nhỏ, chứ mà con biết làm chủ giọng hát của mình, cái làn hơi của mình lắm. Chỉ có điều là hồi nãy bác Linh nói con nhảy nhiều quá cho nên cái giọng con nó hơi tươi một tí thôi. Chứ anh này là mỗi lần mà tống hơi hay đẩy hơi là anh biết cách xử lý hết. Cậu bé này không có đơn giản đâu, không có vừa đâu. Chúc mừng với con. Con cảm ơn ban giám khảo và các cô chú đã ủng hộ cho con. Trời ơi. Ta đi hát nhiều năm rồi. Ta quen. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ Kim Chi, một nhân tố cũng rất là đặc biệt của thần tượng tương lai. Cô bé này là người miền Bắc nhưng mà thường xuyên chọn dòng nhạc Nam Bộ để thể hiện giọng hát của mình. Ngày hôm nay thì lại là một điều khám phá khác về Kim Chi khi bạn ấy sẽ phải thể hiện giọng hát một ca khúc của miền Trung. Kim Chi sẽ thể hiện như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng xem nhé.
bên ngựa đêm trăng soi đêm trường và nhớ tiếng hò ngoài vắng lâu chiều nào ước hẹn thề duyên nhau dài lâu xa rồi còn đâu em mai chờ anh về dù cho năm tháng đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Con thấy hôm nay mình biểu diễn thế nào? Hôm nay con thấy con biểu diễn cũng nhiều những cái phát âm thì chưa được có chuẩn miền Trung cho lắm. Nhưng mà đó là do hôm nay mình có một chút tâm lý khi mình đi thi hay là lúc tập con cũng đã gặp một chút vấn đề về phát âm miền Trung? Hay lúc tập con cũng có một chút vấn đề về phát âm. Con nghĩ là cái gì nó cũng cần có thời gian. Vì con quen hát nhạc miền Bắc thì không nói đó là quê hương của con, mà con quen hát nhạc miền Nam nữa, tự nhiên bây giờ phải hát miền Trung thì nó phải khó hơn một chút chứ, đúng không nào? Xin mời ban giám khảo chia sẻ những lời góp ý dành cho bạn Kim Chi trong tiết mục này ạ. Theo chú Quang Linh thì bạn Kim Chi đã thể hiện được chất miền Trung chưa ạ? Thực ra cái bài vừa rồi nó cũng không phải là đậm đặc miền Trung lắm đâu. Nó cũng nằm ở dạng nhạc trữ tình mà viết về miền Trung. Thế thì là tùy theo cái cảm nhận của từng ca sĩ khi họ hát bài hát này. Ví dụ như chú chính là người Huế thì khi chú hát bài này á thì chú bỏ vào những cái luyến láy, nó thành là đậm thôi. Bài hát vừa rồi thì cháu hát nó tròn trịa theo một kiểu như là một cái ca khúc trữ tình, nó cũng hay. Tuy nhiên chú vẫn mong là cháu sẽ có cái gì đột phá hơn nữa. Tại vì cái vòng trước cháu có một bài hát nó quá hoàn hảo, nó hay đến mức độ đến bây giờ chú vẫn nhớ cái bài hát đó. Và cái cuộc thi của mình càng vào sâu thì mình càng khắc phục những cái gì đấy để mình nổi bật hơn trong số các bạn thi. Thì chú mong lần sau cháu sẽ có những cái gì bứt phá hơn. Cảm ơn chú.
Cảm ơn chú Quang Linh. Với cô Cẩm Ly thì sao? Cô thấy là hôm nay Kim Chi như thế nào ạ? Cái vòng trước con để lại ấn tượng quá sâu sắc vì cái bài hát của con nó quá hoàn hảo. Có lẽ ở đây trông chờ rất là nhiều. Cho nên bài hát này đúng như chú Linh nói, con chỉ làm tròn bài hát thôi. Còn nghe chưa có đã lắm. Chứ không phải là con hát không tốt. Và theo cảm nhận của cô nghĩ con có thể làm hơn được như vậy nữa. Cho nên là nó có một tí xíu hơi hụt hẫng tí xíu, con hiểu không? Cái bài hát này cũng khó anh Linh. Tùy theo cái cảm nhận của mỗi người, nó có cái chiều sâu. Khi mình hát nó có cái chiều sâu thì nhiều khi ở độ tuổi của tụi con nó không có được cái trải nghiệm nhiều. Cho nên là cái chiều sâu trong cái bài hát nó không có được nhiều. Nó cứ lướt lướt qua. Hồi nãy ở trong bài hát này chắc có một vài đoạn con có thấy cô làm tay không? Con bị gấp. Con vào nó cứ bị gấp gấp từ một vài đoạn tí xíu thôi. Cô trải tay ra cho con từ từ, nó thông thả. Nó nhẹ nhàng, Huế bao giờ nó cũng nhẹ nhàng từ từ hết con. Cho nên là con đừng có gấp quá. Chung là bài hát này thì tròn trịa thôi, chứ còn cô chưa cảm thấy nó đã lắm. Cố gắng nếu được vào vòng trong thì một Kim Chi của Hạ Buồn sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn cô Cẩm Ly. Và xin mời cô Thu Hiền ạ. Cô thì cô cũng thống nhất theo ý kiến của chú Quang Linh và cô Cẩm Ly. Nó rất đúng, cho nên cô cũng không góp ý nữa. Bởi vì là nhìn ở cháu thì cô không lo như các bạn khác. Mà thực sự là cái vòng trước là cháu cũng đã thành công, quá thành công. Cho nên đến lần này thì là bao giờ trong thâm tâm, không phải những cô mà đối với khán giả, người ta sẽ phải đòi hỏi một sự, cái sự gọi là khó hơn, hoặc là một cái sự bứt phá, một cái đột phá. Thì cái này chẳng có một cái đột phá gì cả. Vì cái bài hát này là quá nhiều các ca sĩ, kể cả nam cả nữ đều hát bài này, ai cũng nghe rồi. Nhưng mỗi người người ta nghe ở một cảm xúc khác. Và đấy là người lớn hát. Mà nhất là cháu hát về bài hát này ấy, thì buồn chả buồn mà vui cũng chẳng vui. Cô hơi bị hẫng so với cái lần trước. Cô nhìn về cháu, cháu diễn chẳng có chê cái gì cả. Rất chững chạc, sạch sẽ, nhưng cũng chẳng để lại cái gì. Kiểu như có cũng được mà chẳng có cũng không sao. Đấy cho nên là ngay cách chọn bài cháu cũng phải suy nghĩ. Bởi vì cô đặt ở khả năng ở cháu là khá hơn các bạn kia rất nhiều. Chững chạc rồi độ hát như một chuyên nghiệp. Đây là sự góp ý cho con để lần sau nếu con có đi tiếp thì con sẽ phải có những bài hát nó có cái gì, nó có dấu ấn một chút nữa. Đấy. Cảm ơn cô. Chú sẽ cụ thể hơn một tí nữa nhé, để cho dễ nắm bắt. Cái cách hát của cháu ấy, nó sẽ, cháu mà không cẩn thận nó sẽ rơi vào cái sự an toàn ở chỗ là nó bị đều đều. Kiểu mà đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường, đại loại thế. Có nghĩa là cháu sẽ bị đều như vậy. Trong một bài hát mình phải có nhấn nhá. Còn cái người sâu xa hơn nữa thì họ sẽ trau chuốt từng con chữ ở trong bài hát. Nhưng mà để đến mức độ mà cháu mà trau chuốt được những con chữ thì nó hơi cao cấp quá. Cho nên đầu tiên là cháu cố gắng gãy gọn từng chữ và tránh bị đều như vậy nhé. Nếu như bây giờ mà chúng ta không phải là ở vòng thi thứ tư mà đang ở vòng thi thứ hai thôi thì như vậy là bạn Kim Chi đã làm rất tốt rồi. Nhưng mà sang tới vòng thứ tư rồi Chi, mà lần trước thì con lại làm tốt quá đi. Thành ra là mọi người rồi ban giám khảo kỳ vọng về con thì cũng là một điều hiển nhiên thôi. Vậy thì mình sẽ không cho phép bản thân mình được lơ là, được chủ quan ở bất kỳ một giây phút nào. Bởi vì ở trong vòng này á thì mình sẽ biết đâu là mình cũng có thể rớt vào cái nhóm tạm biệt chương trình thì sao. Mặc dù là chỉ có 2 bạn trong số 12 bạn mà thôi, nhưng mà biết đâu là tất cả các bạn khác đều rất tốt mà mình sẽ phải chia tay thì lúc đó sẽ rất là uổng với những gì mình đã cố gắng, phải không nào? Thôi không sao, hy vọng là hôm nay con vẫn có cơ hội để đi tiếp. Và nếu đi tiếp thì phải làm tốt hơn nữa, khắc phục tất cả những gì mà mình đã làm chưa tốt ở vòng này, giống như ban giám khảo đã nói ha. Cảm ơn con. Cảm ơn Kim Chi.
ơn các bạn. Chào bạn. Dạ con chào cô. Hôm nay chúng mình đều đến từ miền Bắc nhỉ? Tớ đến từ Hải Phòng. Bạn đến từ Bắc Ninh à? Dạ. Hồi nãy mình thấy bạn hát, bạn lúng liếng như là những cô gái quan họ thật sự ấy. Dạ con cảm ơn cô. Mình với bạn nãy giờ mà bạn vẫn quyết tâm xưng là cô. Nói chứ hồi nãy là trong cái bài hát á, là cô Ốc thấy rằng là rất là ra một cô gái ở làng quan họ luôn á. Chỉ có là giọng nói thì mình cần có thời gian để mình tập thôi. Mà con dễ thương nhất là những lúc mà con đang hát cái con nhìn qua, nhìn lại, xong con cười, con nhoẻn miệng cười là ở dưới kia là các cô chú giám khảo là cũng cười theo con, nhất là chú Quang Linh múa theo con nữa. Rồi hồi nãy lúc mà bạn Thùy Dung hát là chú Quang Linh nói cái gì á, nhận xét cái gì mà cô Ốc không nhìn khẩu hình thì không có đoán ra, nhưng mà có vẻ như là rất là thích thú với tiết mục này của bạn Thùy Dung, có phải không ạ? Chú không nghĩ là một người miền Nam mà có thể hát ra một bài hay như vậy. Ngay những câu đầu tiên mà con bắt vào á, nó hay và nó chính xác ghê lắm. Và ở cháu, chú đánh giá được một điều là cháu có cái cảm âm rất là tốt. Bằng chứng là trong bài hát này có những cái đoạn mà Hòa Thanh nó chuyển về thứ. Thì trong bài này có hai đoạn thì chú thấy mà cháu đổ vào rất là hay, rất là ăn luôn. Nó cảm xúc đúng với hợp âm đó luôn. Cháu lại người miền Nam mà cháu bắt một bài của miền Bắc mà cháu hát ra như thế rất là hay luôn. Mà nó trọn vẹn từ đầu cho đến đoạn cuối. Cái đoạn ao cháu vẫn thoải mái từ từ đưa mấy caro xuống. Rồi cháu hít thở, xong cháu cất lên một cái nốt nhỏ tí xíu rồi cháu bắn ra nguyên đoạn cuối. Cực kỳ thuyết phục. Chính vì vậy mà ở đây chú chả mồi gì cả mà chú thấy tuyển cháu vừa bắn ra cái là mọi người đồng loạt vỗ tay liền. Chúc mừng cháu. Cảm ơn chú Quang Linh ạ. Với cô Thu Hiền thì ngày hôm nay cô thấy là bạn Thùy Dung đã thể hiện như thế nào ạ? Chắc cô ấy không đồng ý đâu vì cô Hiền khó lắm. Mà không, Thu Hiền lại là người miền Bắc nữa. Đó, khó ghê lắm. Cô không ngờ là con người miền Nam mà con hát miền Bắc ra màu sắc. Và cô nghĩ con hát cũng rất là tốt với cái phần thi của mình. Hôm nay cái top phù họa cho con thì cô lại rất thích. Nó lại hợp cùng với con luôn. Cô không có góp ý gì cả. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thu Hiền ạ. Không phải. Khen là tại vì mặc đồ của anh họ giống nhau. là tấm đó. Tấm đấy. Tấm ạ. Thế ai là cám? Cám. Nhưng mà cám dù sao là cũng phải bênh tấm chứ, bởi vì là chị em mà. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn cô Thu Hiền. Xin mời cô Cẩm Ly ạ. Tốt rồi, mọi người đều khen con tốt. Cô ấn tượng với cái phần giả thanh của con, tốt vô cùng. Còn cô còn thấy còn hay hơn lúc mà có hát giọng thật lúc đoạn đầu nữa. Với lại cô thích nhất ở trong đây là con thể hiện các tiết tấu qua từng cái phân đoạn khác nhau á. Khi mà lấy cái tiết tấu nhanh là bắt đầu con hát nảy lên, thế là không ai nói, tự nhiên cả trường quay này, ngay cả giám khảo cũng vỗ tay theo cái nhịp điệu của con nữa khi con hát á. Nó làm cho cái bài hát của mình nó có nhiều sắc thái, nó hay hơn, cái cung bậc nó khác nhau. Và đúng là phải cảm ơn như cô Hiền nói, cái nhóm múa nó dễ thương quá, con bé nào đâu mất tiêu ra nận miếng rồi tôi. Nó cười te tét hả? Làm cho cái không khí nó tươi cả về cái bài hát, rồi cả luôn một cái phần nhìn của mình nữa, tổng thể tươi hẳn lên, làm cho mình phấn chấn lên. Và chúc mừng tiết mục này của con. Nhưng mà cười tí xíu nữa nha. Hát con bị hơi bị căng tí xíu là cái mặt nó tươi lên. Cười tại vì bài này chỉ cần cười một cái là dễ thương lắm luôn. Cô Ly không để ý. Thực ra là cháu có. Cháu có nhưng mà ít lắm. Không, cháu có cười nhưng mà tại vì theo câu hát cháu đang cười cái tự nhiên. Nhìn làng quan họ quê tôi nên mùa bao thương nhớ. Thế là cháu phải buồn. Thế là cháu phải buồn. Thế là tốt lắm rồi. Cười có nội dung theo câu hát. Đấy. Chứ không phải là cười từ đầu tới đuôi đâu. Cháu đầu tư kỹ lắm. Chú để ý rồi. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là con được cười rồi đó, cười thoải mái, cười sung sướng quá. Ốc ơi, hường quá, hai người hường quá. Không không tiếp tiếp. Rồi, chúc mừng Thùy Dung nha. Dạ, con cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ Nhật Vy. Sở trường của Nhật Vy là dòng nhạc Nam Bộ. Tuy nhiên hôm nay thử thách Nhật Vy khi bạn ấy sẽ phải thể hiện dòng nhạc miền Trung. Hướng dẫn viên của chúng ta sẽ làm như thế nào? Hãy cùng chờ đợi phần dự thi của Nhật Vy nha.
Mừng Nhật Vi đã hoàn thành phần thi của mình. Hôm nay tâm trạng của con sao? Dạ, con hơi hồi hộp. Thấy hơi căng, đúng không? Căng có quá. Thấy là bình thường con ra sân khấu con thoải mái hơn bữa nay. Tại sao vậy? Tại vì đây không phải là dòng nhạc của con hay hát hay sao? Dạ. Có gì con cứ nói, con chia sẻ đi, đâu có sao đâu. Thôi nói cho cô nghe đi. Ngoài cái việc đây không phải là dòng nhạc mà con hay hát thì còn có lý do gì khác làm cho bạn Nhật Vi bữa nay không giữ phong độ bằng mọi bữa không?
Dạ, cái bài này thì nó có một số cái nốt cao mà con sợ là con hát không tới. Rồi cuối cùng là con hát tới chưa? Dạ, rồi. Rồi mà sao nhỏ xíu, yếu ớt vậy? Tới chưa? Con thấy con hát vậy là tới chưa? Tốt hơn lúc tập hay là không bằng lúc tập? Dạ, tốt hơn lúc tập được chút. Thôi không hỏi nữa đâu. Cô sợ rằng cô mà hỏi thêm chút xíu nữa là hai giọt lệ sẽ rơi xuống. Không sao, không sao. Không sao, mình đã có những vòng thi mình làm rất tốt mà. Không sao đâu nha. Rồi bây giờ cô chỉ mong rằng là ban giám khảo sẽ có những nhận xét dành cho con, nhưng mà nó cũng sẽ không phải như những gì mà con đang suy nghĩ trong đầu. Mình nghe ha. Dạ. Xin mời ban giám khảo ạ. Với chú Quang Linh thì ngày hôm nay bạn Nhật Vi phải thể hiện một ca khúc của miền Trung. Chú thấy bạn Nhật Vi đã thể hiện như thế nào ạ? Đây là một bài hát khó lắm. Nó khó bởi vì là âm vực của nó rộng ghê lắm. Và thứ hai, bài hát này nó âm hưởng nó rất là đậm đặc của dân ca miền Trung. Thực ra theo cái cảm nhận của riêng chú thì chú thấy là cái màu giọng của cháu nó không có màu dân ca ở trong này. Cho nên cái bài hát vừa rồi cháu hát ấy là nó tương đối là sạch sẽ. Cái đoạn đầu á, nó chưa hay bằng cái đoạn sau. Có lẽ là sau đấy thì cháu bình tĩnh hát nó tốt hơn. Đối với tuổi các cháu, như chú nói lúc đầu, mà để mà cho các cháu mà thể hiện rõ nét dân ca vùng miền khi mà các cháu bắt phải cái bài hát đó là đã khó rồi. Huống gì đối với một giọng hát mà màu dân ca nó chưa có lắm. Tuy nhiên chú sẽ cho cháu một vài cái kinh nghiệm để nếu đi tiếp thì cháu phải xử lý theo. Ví dụ như cái đến cái đoạn ao chẳng hạn. Và luôn luôn nhé, cái người mà ca sĩ chuyên nghiệp ấy, thì khi họ đứng ở trên sân khấu mà hát cái nốt cuối cùng là nốt trắng thì bao giờ người ta cũng ngân cho đến khi mà nhạc tắt dần luôn. Chỉ trừ là cái đoạn ao nó dài quá thì mình không theo nó kịp. Còn nếu như nó nằm trong hai ba khổ thì mình ngân cho đến khi nhạc tắt luôn. Thì đấy là thể hiện cái sự chuyên nghiệp của mình ghê lắm. Và nó thuyết phục nữa. Tóm lại là cháu không có gì phải vội hết nhé. Sân khấu là của cháu, khán giả là của cháu, không gian, thời gian ở đây đang là của cháu, không có ai hối cháu hết. Cho nên cháu cứ thông thả cho hát nhá. Tại vì sao mà mình thông thả? Bởi vì ví dụ tình này ta xây đắp, uống nước xong hít lấy hơi. Nên thủy chung là cháu có thời gian, hiểu không? Cháu hít thở, cháu có thời gian, cháu giữ hơi được lâu hơn thì cháu sẽ kéo dài được hơn nhá. Chứ và cái ao của cháu vừa hơi vội thôi. Chú cũng chúc mừng cho phần thi của cháu vừa rồi. Dù sao cháu cũng đã cố gắng. Cảm ơn cháu. Dạ, tôi cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Linh. Thế còn với cô Thu Hiền thì ngày hôm nay cô thấy là bạn Nhật Vi đã có một phần dự thi như thế nào ạ? Trước tiên là cô chúc mừng con đã thể hiện một cái ca khúc rất khó. Cô nghĩ nó không đúng với cái chất giọng của con, nhưng mà con đã hát một cái cũng rất chuẩn xác. Có thể là vì con chưa thể hiện được quá cái mong muốn của khán giả. Cái chất giọng của con nó không phải là hợp cái chất miền Trung này. Thế như có những cái chữ ví dụ như phát âm thì là nó không phải. Nhưng mà cái đoạn đầu con hát thì cô cũng hơi lo một tí, là nó hơi lạnh lùng một tí. Nhưng mà dần dần thì cô cảm thấy nó cái cao trào và cũng kéo cô lại gần với con hơn. Một bài hát khó mà con đã thể hiện được như thế này thì cô chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thu Hiền ạ. Với cô Cẩm Ly thì sao ạ? Một sự đồng cảm vì bạn là một người miền Nam nhưng mà bạn lại phải thể hiện giọng miền Trung ạ. Bài hát này cô chỉ nói lúc đoạn đầu có lẽ là con căng thẳng nữa. Cho nên con hát thì cô có quay qua bà Thu Hiền có nhìn, tức là nó bị cứng. Chính xác là nó bị cứng. Và khi con hát thì nó không có một cái âm điệu nào của miền Trung trong đó. Nó giống như là miền Nam rặt luôn đó. Tại vì cái miền Trung nhiều khi mình hát sẽ không chuẩn, nhưng mà nó sẽ có những cái âm luyến nó đặc trưng riêng thì nó sẽ ra, thì con lại không thấy. Nhưng mà bắt đầu từ gian tấu, tự nhiên lúc đó lại khác hẳn. Giọng con bắt đầu nó mềm và nó có sự uyển chuyển trong đó. Ví dụ như chơ bao giờ phải đó, miền Trung của mình nó hay có những cái luyến nhẹ đuôi như thế thì nó mới ra chất. Thì sao từ bắt đầu từ đó là con làm được hết. Chứ đối với con như vậy cô thấy là cũng khá tốt rồi. Chúc mừng tiết mục của con. Cảm ơn cô. Như chỉ có một điều cô góp ý một điều là cái phải để ý những cái bài hát như thế này. Trống qua rặng Trường Sơn, miền quê xó khuất chân trời. Thì thế này thì cô chả hiểu nó là cái động tác gì. Đấy, cô muốn nói là để làm sao, mặc dù con có thể không đòi hỏi con biểu diễn, nhưng con chỉ nhìn một bằng đôi mắt xa xăm thôi. Có ý kiến.
cháu nó còn bé quá, cháu chưa biết nhìn xa xăm như thế nào cả. Cô nhìn xa xăm cho cháu nhưng nó biểu diễn cái cho cháu nhìn vậy. Hai bạn nhìn xa xăm coi, hai ba. Nhìn cô hiền kìa. Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê gió khuất chân trời. Mấy cô nhìn xa xăm mà thấy cô nhìn vào cái loa chứ có xa đâu. Đâu, loa nào? Cái loa này nè, con nhìn thấy rõ ràng ấy. Cô thấy loa đâu? Cô giơ tay cô nhìn vào cái loa này con thấy. Cảm ơn ban giám khảo với những lời nhận xét và góp ý vừa rồi dành cho bé Nhật Vy. Cảm ơn con. Có những bạn nhỏ thực sự ở vòng thi này sẽ là thử thách khi mà bốc trúng một thể loại nhạc không phải là sở trường của mình. Tuy nhiên cũng có những bạn nhỏ may mắn hơn khi bốc thăm trúng sở trường của mình. Và đây sẽ là một trường hợp điển hình như vậy. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại cô bé vô cùng xinh xắn, cô bé Nghi Đình. Và ngày hôm nay không biết rằng là tiết mục này có phải là một tiết mục như cá gặp nước hay không, khi mà bạn ấy thể hiện sở trường dòng nhạc miền Nam như là những vòng thi trước bạn ấy đã từng thể hiện. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thương Con Cá Rô Đồng với tiếng hát của bạn Dương Nghi Đình. Con cá rô đồng trôi giặc đời ra.
Cảm ơn bạn Nhi Đình nha, vì con đã mang đến ca khúc vừa rồi. Con tập tiết mục này có lâu không? Dạ, cũng không lâu lắm ạ. Con có thích bài hát này không? Dạ, thích. Mấy bạn kia là có bạn là bốc trúng dòng nhạc Hống Phải Sở Trường của mình. Còn con là may mắn hơn các bạn chút xíu á nha. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo nha. Dạ. Bạn Nghi Đình là nói cái gì cũng dạ. Dạ. Bây giờ thì chắc là mình sẽ mời cô Cẩm Ly trước. Bởi vì cô Cẩm Ly là người miền Nam mà. Mời cô Cẩm Ly ạ. Cô Ly thì thật ra tiết mục của con, cô Ly không biết nói gì, bởi vì những cái cách luyến lấy, cách hát của con nó rất là đặc biệt. Cô không quan tâm gì luôn, mà tại vì cái chất giọng của con, cái cảm xúc trong cái giọng hát của con nó lấn át cô hết, cho nên cô không còn coi được gì hết á. Cô chỉ nghe thôi. Tức là cái giọng nó quá nao, nó làm cho cô rất là nao lòng. Mà cô nhói lên đây, cô cảm giác như nó nghẹn. Mà khi cô quay sang lúc con hát cái gì, cái câu mẹ gì đó, cô quay sang thì cô thấy cái cô diễn viên minh họa cho con đó, cô diễn rất là hay. Nó ăn sam vào với nhau, làm cô cũng ngấn nước mắt luôn. Con á thì Đình ơi, con có một cái giọng hát là cô không bàn cãi về cái sự, cái độ cảm xúc của con. Tuy rằng con còn nhỏ, có thể con cũng chưa hiểu trọn vẹn cái ý nghĩa, cái nội dung của bài hát, nhưng tại vì cái chất giọng của con nó đã có sẵn cái cảm xúc đó rồi. Nếu mà qua thời gian, cô nghĩ nếu mà sau khi này lớn lên mình có cái sự trải nghiệm và hiểu hơn nhiều thì chắc là hát là nghe chết ngay, chết luôn. Cho nên là bây giờ cô chỉ biết là nó làm cho cô nao lòng quá thôi, chứ cô không biết nhận xét gì nữa hết. Dạ con cảm ơn cô. May quá, có một câu dài rồi. Cảm ơn cô Cẩm Ly nha. Xin mời cô Thu Hiền ạ. Những cái điều mà cần góp ý thì cô nghĩ là cô Cẩm Ly đã nói với con rồi. Cô thì không nói điều gì, và cô thấy con rất xinh mà hát rất truyền cảm. Và cô nghĩ rằng con cũng là... Thu Hiền chịu không nổi cái quen văn, xinh quá, xinh quá, xinh quá. Cô với cô Ly với chú Linh thì nghĩ là đến cái tiết mục này á, sẽ chấm, nếu đúng hát đúng mà cái sở trường của mình sẽ phải chấm khó hơn một tí. Khó hơn cái bạn hồi nãy là chị hồi nãy là chị hát miền Trung, là khác cái chất giọng của chị, khác cái sở trường của chị. Nên lần này sẽ chú ý cô này ra là sẽ phải chấm là điểm phải khó hơn. Nhưng mà không ngờ thì con đã làm cho cô rất là cảm tình, và chúc mừng con. Dạ con hả? Ôi bà. Cảm ơn cô Thu Hiền ạ. Với chú Quang Linh thì sao ạ? Có một cái gì đó nó khác so với những gì mà cô Cẩm Ly với lại cô Thu Hiền đã chia sẻ không ạ? Lúc mà con bước ra là chú cũng quyết định là chú sẽ chấm cháu theo kiểu là gay gắt hơn, soi kỹ hơn. Nhưng mà cháu làm được một điều mà thậm chí các ca sĩ chuyên nghiệp cũng có người không làm được. Đó là trên sân khấu có những cái cảnh và một cô diễn viên minh họa cho con, mà chú quên mất cô diễn viên luôn. Cháu thu hút chú chỉ tập trung đúng vào cháu và nghe cháu, mà chú quên mất là cái người bên kia luôn. Mãi đến gần hết thì cô kia, cô đứng dậy cô đi vào thì chú mới nhớ là còn một người trong tiết mục này nữa. Nói như vậy để thấy là cháu có một cái sự lôi cuốn nhất định. Con cảm ơn chú. Dạ. Thật sự là riêng đối với cô Ốc á, thì cô Ốc nghĩ rằng á là dường như là bạn Nghi Đình sinh ra để hát dòng nhạc này. Đúng rồi. Ngoài cái con cá rô đồng này, con còn thích con gì khác nữa không? Cái lần trước cũng có con cá rô rồi đúng không? Bún riêu cua đồng. Đại loại thế. Bún riêu cua đồng. Còn bây giờ con cá rô đồng. Con có, ví dụ con có bài gì về con chim rồi không? Hay là cái con gì đó khác không? Để con có thể tung tăng tươi trẻ hơn không? Dạ con không có thích con gì hết á. Dạ chứ con không bao giờ thích cái con gì hết hả? Dạ. Con ốc con thích không? Dạ hết. Con rất là tinh tế. Rồi, cảm ơn con nha, Nghi Đình. Rồi bây giờ mình vô trong chờ kết quả hen. Dạ. Rồi tạm biệt con, chúc mừng con. Dạ. Chúng ta sẽ cùng gặp lại một anh chàng đến từ thành phố Hải Phòng. Trong vòng thi trước thì bạn ấy đã gây ấn tượng thực sự với ca khúc Mưa Bay Tháp Cổ. Nhưng hôm nay sẽ không phải là sở trường của bạn ấy. Bạn ấy sẽ phải thể hiện một ca khúc của miền Trung, Ai Ra Xứ Huế, với giọng hát của Quang Diễn. Thank you.
Rửa mới đúng. Quán viên sao cái miên trí mà con hạt cũng được, bắt cũng được, mà trúng cũng được, mà nám có được không con? Dạ, con nghĩ là nếu con tự tin thì chắc chắn cũng sẽ được ạ. Cô nghĩ là con sẽ luôn tự tin, tại vì thực sự con rất là bản lĩnh trên sân khấu. Không bao giờ mà con cho người khác thấy con có một chút nào đó nao núng khi mà thể hiện bài hát của mình. Không biết bên trong như thế nào nhưng mà cái cô thấy bên ngoài là vậy đó. Thực sự lúc đầu cô nghe là Quang Diễn ngày hôm nay phải hát giọng miền Trung á, cô thật sự là cô không nghĩ là con có thể hát như vậy đâu. Thiệt, nhưng mà con chinh phục cô luôn rồi đó Diễn. Con giỏi lắm luôn á. Bây giờ sẽ là những lời chia sẻ từ ban giám khảo nha. Chắc là thôi, mình sẽ mời cô Thu Huyền trước đi. Con xin mời cô ạ, cô thấy ngày hôm nay bạn Quang Diễn như thế nào ạ?
một cái tiết mục mà rất là hấp dẫn. Vì nghe đến Huế thì cô nói thật là cũng đã chuẩn bị là buồn. Và nghĩ đến một cái người con gái dịu dàng thiết tha, nhưng mà không nghĩ là một người con trai là diễn rất là chững chạc mà rất là hấp dẫn. Mà cô rất thích cả cái phần phối của ban nhạc. Cái phần phối nên là làm cho cái Huế nó không bị buồn. Còn hát đã quá đạt bài hát Ai Là Sư Huế. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Cẩm Ly. Cô Cẩm Ly ơi, cô Cẩm Ly đang suy tư điều gì vậy? Cô Ly đang suy tư là tại vì, tức là lúc đầu con ra con hát thì rõ ràng là nó rất là đầy đặn, những cái luyến lấy nó cũng được. Nhưng mà có đôi khi chuyển qua cái phần hò và ở những cái nốt cao đó, có lẽ là vì nó cao quá. Dù cho cái bài hát nó có cao cách mấy, nhưng mà trong đó nó lúc nào nó có sự mềm mại và dịu dàng của cô Huế. Cho nên là khi con cứ nghĩ là con bắn cao, con hát cao như vậy là nghĩ là nó sẽ tốt, nhưng mà thật ra nó lại nghe nó sẽ bị gằn quá, nó sẽ bị chói, nó không còn cái tình cảm ở trong đó nữa. Thì ở cái những cái đoạn đó là cô thấy nó không được hay thôi. Chứ còn nếu mà ở những cái đoạn đầu con hát á, đa số là con làm tương đối là tốt hết. Chỉ có để ý, đừng có nghĩ rằng khi nào mình cứ la lớn là nó hay, nó tốt nghe con. Mình hát cái nốt nó cao nhưng mà nó vẫn phải có cái tình cảm, nó vẫn sự có cái độ mềm mại trong đó, thì nó mới được hoàn chỉnh một cái bài hát của mình. Nha, chúc mừng con. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Cẩm Ly. Và chắc chắn là chúng ta không thể không lắng nghe ý kiến từ giám khảo Quang Linh, một người con của miền Trung. Con thấy phần trình diễn của con vừa rồi có tốt không? Dạ, thực sự thì lúc này con chỉ biết là biểu diễn hết sức có thể của mình thôi. Nhưng mà con diễn xong rồi con thấy con diễn tốt không? Tự con thấy. Tốt chứ, khẳng định luôn. Không biết được. À, không biết được. Thực sự là theo chú nghĩ, cái người mà ở Huế hát ở vùng miền khác nó dễ hơn. Dễ hơn là người ở vùng miền khác hát về Huế. Tất nhiên là đây là đòi hỏi cao ấy, thì nó sẽ rõ ngay. Ví dụ như là kẹo mai tê bóng xế qua câu, thì cháu là hát là kẹo mai tê bóng xế qua câu. Ví dụ thế. Với là có một cái câu mà câu trường tiền sáu vài mấy nhịp nhỉ? 12 nhịp á. Lúc nãy chú nghe cháu hát là 13 nhịp. Đấy, băng nhạc thấy thôi. 12 nhưng mà chỗ đó nó tươi lên cái là thành 13 đó. Nó tươi là 12 rưỡi thôi. Đó, 12 rưỡi đúng rồi. Con biết không? Con biết cái chỗ đó là con bị tươi lên không? À đấy, con bị đấy. Trong dân ca mà cháu có tống hết hơi ra, cháu hát bắn piu 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 lên cao quá thì nó sẽ bị tươi như vậy nhá. Mà nội dung của nó là chỉ có 12 nhịp thôi, cháu nhớ nhá. Đừng thành 12 nhịp rưỡi, 13 nhịp tươi quá nó thành như vậy. Tổng hợp lại thì phần bài hát của cháu, cả phần nhìn, phần nghe rất là thuyết phục mọi người. Cháu làm chủ sân khấu và cháu hát tốt. Và một điều cuối cùng là chú hỏi cháu là lần trước chú có dặn cháu uống sữa không? Dạ, là chú không dặn cháu uống sữa tập nào hết ạ. Okay. Chú tưởng nếu mà chú có dặn thì cháu tạm cai khoảng độ 1-2 tháng đó ha. Nha. Rồi, chú cảm ơn cháu. Cảm ơn chú ạ. Rồi, chúc mừng con nha Quang Diễn. Và cảm ơn bà giám khảo. Kết thúc đêm đầu tiên của vòng dân ca ba miền, Minh Chiến, một chàng trai nhỏ nhắn đã đem đến màn trình diễn vô cùng dễ thương và sôi động. Kim Chi tuy có vài chỗ thiếu sót nhưng em đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Thùy Dung vô cùng duyên dáng với bài Làng Quan Họ Quê Tôi. Nhật Vi, một cô bé người miền Nam phải thử sức mình với dòng nhạc miền Trung, nhưng em đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Nghi Đình mang đến một tiết mục đầy cảm xúc và sâu lắng. Quang Diễn mang đến giai điệu miền Trung đậm chất Huế vô cùng nhẹ nhàng. Ai sẽ đi tiếp? Ai sẽ dừng lại? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ thì các bạn thí sinh xuất sắc nhất của chúng ta đã trở lại sân khấu rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với giây phút quan trọng nhất của đêm thi đầu tiên trong vòng thi thứ tư này, vòng dân ca ba miền. Bạn nhỏ nào sẽ tạm biệt chương trình? Kết quả sẽ có ngay sau đây. Cô Ốc sẽ lần lượt gửi lời chúc mừng đến từng bạn, và các bạn sẽ bước sang góc bên trái nhé. Đầu tiên, xin được dành tấm vé đi tiếp vào vòng trong cho cô bạn nhỏ mặc đồ y chang cô Ốc ngày hôm nay. Ai vậy ta?
Thùy Dung. Tiếp theo sẽ là một cô bé. Cô bé này rất là xinh. Cô bé nào ở đây cũng xinh, kể cả cô MC cũng được. Nhưng mà bạn này nhỏ hơn so với hai cô bé còn lại. Nghi tên tiếp theo sẽ là một anh chàng. Hai anh chàng này khác nhau quá. Khác về cân nặng, khác về dòng nhạc sở trường luôn. Nhưng mà thực lực thì chưa biết ai hơn ai à nha. Bạn nào cũng có thế mạnh trơn. Một bạn cười mím mím, một bạn thì mím mím mà hơi căng. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng anh chàng nhỏ hơn. Anh chàng đang mặc áo dài Minh Chiến. Vậy là còn có ba bạn thôi, Quang Diễn, Kim Chi và Nhật Vi. Cơ hội tiếp theo sẽ dành cho bạn nào đây? Quang Diễn, con có một phần thi khá là tốt. Tuy nhiên, ấn tượng ở đêm thi trước mà Quang Diễn nó thể hiện thì phải nói là nó vẫn có phần vượt trội hơn so với đêm nay. Kim Chi cũng vậy, một phần thi rất là an toàn. Trong vòng thứ tư này, không bằng vòng thể hiện. Nhật Vi có một chút mất bình tĩnh trong đêm nay. Bạn nào cũng có cái lợi thế và bạn nào cũng có một chút chưa được trọn vẹn ở vòng thi này. Cơ hội chia đều cho cả ba bạn. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng bạn nhỏ đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, Quang Diễn. Chỉ còn hai cô bé xinh đẹp, tài năng, Nhật Vi và Kim Chi. Kim Chi thì bạn đến từ miền Bắc, bạn hay thể hiện những ca khúc của miền Nam. Ở vòng này thì phải thử thách với một ca khúc miền Trung. Không phải bạn làm không tốt, mà chỉ có là chúng ta kỳ vọng ở bạn ấy quá nhiều mà thôi. Nhật Vi luôn sở hữu một chất giọng rất là ngọt ngào, ấm áp. Tuy nhiên ở vòng thi này thì Nhật Vi hơi căng thẳng một chút so với những vòng thi trước. Nhưng mà những gì mà Nhật Vi đã từng thể hiện trước đây thì chắc chắn ban giám khảo cũng như quý vị khán giả sẽ luôn nhớ đến và phải khẳng định rằng con là một tài năng. Kim Chi có vẻ đang rất là bình tĩnh, thoải mái vào giây phút này. Thực sự là Kim Chi là một nhân tố đặc biệt của thành tựu tương lai cũng như những chương trình trước đây mà Chi đã từng tham gia. Chỉ có một cái chú ý hơn một chút là Kim Chi nhớ dụ chú Quang Linh nói nha, ăn bớt lại chút xíu. Xíu thôi. Nói vui thôi. Hai bạn đều rất dễ thương. Và phải chia tay một trong hai bạn. Có nghĩ rằng là các bạn còn lại cũng như quý vị khán giả sẽ đều nhớ đến cả Nhật Vi lẫn Kim Chi. Và chúng ta sẽ nói lời tạm biệt. Nhật Vi,
Hơn nửa chặng đường trôi qua, Nhật Vi, một cô bé có giọng ca ngọt ngào sâu lắng, đã để lại những tiết mục hay trong lòng khán giả. Tuy phải chia tay tại đây, nhưng mong em luôn nuôi dưỡng ước mơ của mình và thành công trên con đường mà em đã chọn. Tạm biệt Nhật Vi. Cảm ơn con Nhật Vi. Thực ra là vòng thi này á, là cũng là một vòng thi một đoạn đường xa rồi. Con đã đi được một bước rất là dài tại chương trình rồi. Cảm ơn con nhé. Tạm biệt Nhật Vi. Đêm thi tiếp theo của vòng dân ca ba miền, những hướng dẫn viên nhí sẽ tiếp tục đưa quý vị khán giả đi thưởng thức dân ca của ba miền đất nước. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, con sông. Bài hát này của con nó lại gây ấn tượng và cô thích nhất từ vòng đầu của mình tới đây. Cháu đã đánh gục bà Thu Huyền bằng cách là bà đã nhìn cháu và đón xem tập 11 phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2017 trên kênh HTV7. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua đêm thi thứ nhất của vòng thi thứ tư dân ca ba miền, một đêm thi thực sự rất thú vị phải không nào? Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn nhớ giờ phát sóng của chương trình để chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đêm thi tiếp theo của vòng thi này nhé. Chương trình Thần tượng tương lai được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty giải trí sắc màu Color Entertainment thực hiện. Đã đến lúc Ốc Thanh Vân phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình và cổ vũ hết mình cho tất cả các thí sinh nhí của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.